Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ngày này năm xưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, và sau đây sẽ là những sự kiện mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn vào ngày 23 tháng 1. Thưa quý vị, trận Gizo là tên gọi ba trận đánh trong cuộc chiến tranh Pháp-Đức năm 1870-1871 tại thành phố Gizo, thủ phủ cũ của Bourgogne tại miền đông nước Pháp. Trận Gizo diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 10 năm 1870 cho đến ngày 23 tháng 1 năm 1871 thì kết thúc. Các trận giao chiến này khởi đầu với việc các lực lượng Đức phổ dưới sự điều khiển của Thượng tướng Bộ binh August von Weder giành chiến thắng vang dội trong đợt tấn công của mình vào quân đội Pháp tại Gizon vào các ngày 30-31 tháng 10 năm 1870. Tuy nhiên, người Đức đã từ bỏ Gizon vào cuối tháng 12 năm 1870 sau khi đánh bại một đợt tấn công vào Gizon của binh đoàn Vergos, đội quân tình nguyện cho Cộng hòa Pháp dưới sự chỉ huy của viên tướng người Ý Garibaldi. Về sau này, Garibaldi đã đánh bại một đợt tấn công dữ dội của quân đội Đức từ ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 1 năm 1871, qua đó giữ được sự kiểm soát thành phố Gizon. Thưa quý vị, chị Võ Thị Sáu là người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ đã đi vào huyền thoại và trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Hơn nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày chị hy sinh 23 tháng 1 năm 1952. Tên của chị luôn được nhắc đến với tình cảm yêu thương trân trọng. Tình yêu tổ quốc, sự hy sinh anh dũng và tư tưởng sống cao đẹp của chị đã trở thành tấm gương sáng cho thế hệ Việt Nam phấn đấu, học tập cả trong đấu tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Võ Thị Sáu, tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933 tại xã Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, nay là Bà Rịa, Vũng Tàu. Mới 14 tuổi, chị đã đi theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng ở chiến khu. Năm 1949, chị tham gia đội công an xung phong đất đỏ làm liên lạc, tiếp tế. Năm 1950, chị bị chính quyền Pháp bắt sau khi đã ném lựu đạn tại chợ đất đỏ, giết chết cai tổng tòng và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. Tòa án binh Pháp đã kết án tử hình chị vào tháng 4 năm 1951. Sau gần 3 năm tra tấn giam cầm, quân Pháp đã đưa chị ra giam ở Côn Đảo. 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, chị bị xử bắn tại Côn Đảo. Biết sắp bị hành hình, suốt đêm 22, chị đã hát những bài ca cách mạng. Khi lắng nghe thấy tiếng bước chân của đao phủ giải chị Sáu đến nơi hành hình, tất cả anh em đồng chí trong ngục cùng đứng dậy hát vang bài chiến sĩ ca. Bài hát dành để bày tỏ lòng cảm phục, tiếc thương và tiễn đưa những người đồng đội ra pháp trường. Trước khi bị bắn, chị bắt đầu hát vang bài tiến quân ca. Đầu ngẩng cao bất khuất, ngay trong phút hy sinh, bây giờ dưới gốc dương, chị nằm nghe biển hát. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 1 năm 1961, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã quyết định thành lập Trung ương Cục Miền Nam. Trung Cục là bộ phận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo trực tiếp miền Nam, chủ yếu là Nam Bộ trong tình hình giao thông liên lạc có nhiều khó khăn. Đáp ứng đòi hỏi mới của cuộc chiến tranh, căn cứ khu 5 và các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên vẫn trực thuộc Trung ương. Và thực tiễn cách mạng ở miền Nam đã chứng minh việc thành lập Trung ương Cục là một trong những chủ trương đúng. Trung ương Cục miền Nam là cơ quan đại diện cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam Việt Nam trong thời kỳ năm 1951-1954 và năm 1961-1975, có nhiệm vụ căn cứ vào nghị quyết của Đại hội Đảng Toàn quốc và các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và Bộ Chính trị về cách mạng miền Nam mà đề xuất ra chủ trương, chính sách, phương châm, kế hoạch công tác và chỉ đạo cụ thể ở miền Nam. Hiện nay, di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam ở về phía bắc của tỉnh Tây Ninh, cách thị xã Tây Ninh khoảng 60 km. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, miền Đông Nam Bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng là địa bàn chiến lược quan trọng. Khu căn cứ địa Bắc Tây Ninh là địa bàn của cơ quan đầu não cách mạng miền Nam trong một thời gian dài và trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về Trung Cục miền Nam vừa rồi đã khép lại chương trình Ngày này năm xưa hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.